Ukraine cho biết đang dùng phần mềm nhận diện khuôn mặt để xác định thi thể của lính Nga tử trận và lần ra thân nhân của họ để báo tử. Bộ quốc phòng Ukraine trong tháng này loan báo đã bắt đầu dùng công nghệ từ Clearview AI, một công ty cung cấp dịch vụ nhận dạng gương mặt ở New York, tìm kiếm hình ảnh trên mạng trùng khớp với các hình ảnh tải lên. Mikhailo Fedorov, phó thủ tướng Ukraine, người cũng điều hành bộ chuyển hóa kỹ thuật số của nước này, xác nhận với Reuters rằng Ukraine đang dùng phần mềm Clearview AI để tìm kiếm các tài khoản trên mạng xã hội của lính Nga tử trận, rồi nhắn tin cho gia đình họ để thu xếp nhận xác. Ông Fedorov không cho biết cụ thể bao nhiêu thi thể đã được nhận diện bằng cách này, nhưng nói rằng tỷ lệ những cá nhân được gia đình xác nhận là cao. Chưa thể xác nhận thông tin này một cách độc lập, Đáp yêu cầu bình luận về việc này, một người phát ngôn điện Kremlin của Nga nói không hề hay biết. Phát ngôn viên này nói có quá nhiều thông tin bịa đặt từ Ukraine nhưng không cho biết cụ thể. Quân đội Ukraine nói khoảng 15.000 lính Nga đã thiệt mạng kể từ khi Nga xâm lược hôm 24 tháng 2. Nga ngày 25 tháng 3 loan báo có hơn 1.350 binh sĩ thiệt mạng, thấp hơn rất nhiều so với ước tính của phương Tây. Khi được hỏi về việc thu hồi thi thể lính Nga tử trận ở Ukraine, Người phát ngôn điện Kremlin nói vấn đề thương vong thuộc thẩm quyền của Bộ Quốc phòng. Bộ Quốc phòng Nga không phản hồi tức thì yêu cầu bình luận của Reuters. Những người phản đối công nghệ nhận diện khuôn mặt, bao gồm các nhóm vận động quyền dân sự, chỉ trích việc Ukraine sử dụng phần mềm Clearview dẫn ra khả năng nhận dạng sai theo Reuters. Ông Fedorov cho hay phía Ukraine không sử dụng công nghệ này để xác định danh tính binh sĩ tử trận của mình, nhưng không nêu lý do vì sao.